Xin chào các bạn. Hôm nay trong video này mình sẽ giới thiệu với các cái điểm thanh toán cước phí, hoặc là chính bạn là những cái hộ kinh doanh nhỏ hoặc là bạn là cá nhân, bạn cần phải thanh toán cước phí thì bạn có thể sử dụng thẻ tín dụng hoặc là tính năng rút tiền từ thẻ tín dụng ra để giúp cho cuộc sống của bạn thuận lợi hơn và dễ dàng hơn khi kinh doanh. Thì có những cách sau. Thứ nhất là nếu bạn dùng thẻ tín dụng, bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, là không phải lưu trữ tiền mặt này. Ví dụ như là khách hàng đưa thẻ, đưa tiền cho bạn để thanh toán một khoản cước nào đấy, thì nếu bạn đem số tiền đấy bạn nộp cho bên thu cước, ví dụ Mobifone, Viettel hay là EVN điện lực đi, thì họ sẽ trả lại cho bạn một cái khoản hoa hồng rất là nhỏ thôi. Nhưng nếu mà bạn giữ lại khoản tiền mặt đấy và bạn thanh toán cho Mobifone bằng thẻ tín dụng chẳng hạn, thì bạn sẽ được, thứ nhất là bạn được cashback từ thẻ tín dụng, thứ hai là bạn vẫn được hoa hồng từ Mobifone, và thứ ba là bạn có tiền mặt ngay của các khách để sử dụng và sẽ trả lại cho ngân hàng trong vòng 45 ngày sau, tại vì thẻ tín dụng nó sẽ cho bạn miễn lãi trong 45 ngày. Cái này hơi khó hiểu, mình nói lại nhé. Thứ nhất, một là bạn nhận tiền của khách nhé. Nhận tiền của khách này. Khách hàng trả cước. Sau đấy thì bạn sẽ dùng thẻ của bạn, dùng thẻ tín dụng của bạn để đóng cước. Đó. Thì lúc này thì bạn sẽ được là cashback, đúng không? Từ thẻ tín dụng, hoặc là nhận điểm thưởng của từ thẻ tín dụng. Còn nếu bạn chưa biết là thẻ tín dụng là cái gì, làm sao để có thẻ tín dụng và thẻ tín dụng có những lợi ích cụ thể như thế nào, thì bạn hãy xem cái video mà mình để ở góc bên tay phải này nhé. Thứ hai nữa là bạn có thể chạy từ doanh số để thưởng. Ví dụ như là bạn có cái khách hàng mà họ chưa có tiền trả kịp trong cái đợt mà chạy doanh số đợt này, thì bạn có thể ứng trước bằng thẻ tín dụng ra để trả cho họ để bạn được thưởng doanh số. Tất nhiên bạn phải đảm bảo rằng là cái khách hàng đấy họ không quy tiền của bạn. Sử dụng thẻ online, tiền thẻ tín dụng online thì tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho bạn trong việc là kiểm đếm tiền, đúng không? Thời gian kiểm đếm tiền, tiền cũ nát rồi sợ trộm cắp hay là tốn tiền phải mua két sắt, thì đấy là cách rất là tiện lợi cho bạn, bạn không phải giữ quá nhiều tiền trong nhà. Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được nhiều cho bạn trong công việc là kinh doanh thu cước phí. Nếu bạn thấy video này hay, hãy like, subscribe kênh của mình, hoặc là đặt câu hỏi. Nếu bạn có câu hỏi, hãy đặt câu hỏi ở comment bên dưới, admin sẽ cố gắng trả lời cho bạn đầy đủ và chi tiết nhất. Khi cần rút tiền thẻ tín dụng hoặc là đáo hạn thẻ tín dụng, hãy liên hệ với bên admin theo thông tin số điện thoại bên dưới, và mình sẽ cố gắng hết sức để hỗ trợ cho bạn. Hy vọng rằng cái video này phù hợp và hữu ích cho bạn. Hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.